Mình chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Này thì Viết Phú xin giới thiệu quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm xe đạp gốc của Nhật Bản. Thì cái này không phải là em mua về Việt Nam mà là em gấp lại để đóng hộp để chuyển nhà. Em chuyển từ tỉnh này đến tỉnh khác bên Nhật Bản này thì nó cũng gần như là cái việc đóng hàng gửi về Việt Nam thôi. Nó cũng là gấp lại xe. Cái xe nó rơi vào tầm 15 cân. Đấy thì em gấp vào cái hộp như thế này. Hộp này thì nó là cũng nhẹ thôi, tuy nhiên cái kích thước của nó thì nó tương đương với một cái hộp sản phẩm nặng 49 cân. Vì thế nên là cái cước vận chuyển bên này nó khá là cao. Nó rơi tầm 2 sen 7 2 sen 8, tương đương khoảng tầm 500 gần 600 nghìn tiền cước vận chuyển bên này một cái hộp như vậy. Thì nếu mà mua gửi về Việt Nam ấy, thì một cái xe đạp gấp nó rơi vào tầm xe cũ rơi vào tầm 1 triệu cũng có. Nó xe lại vẫn tèn tèn đi được những cái xe của em này chẳng hạn thì 1 triệu cộng với 600 nghìn tiền tiền vận chuyển bên này 1,6 triệu rồi thì và vận chuyển về Việt Nam 15 cân thì tính đường biển nên rồi tầm 110 nghìn một cân hoặc là rơi vào tầm một gần 2 triệu nữa và vị chi là nó rơi tầm 3,6 triệu cho 4 triệu cả về việc vận chuyển ở Việt Nam nó được 4 triệu Việt Nam nhận một con xe này về Việt Nam. Đấy thì nó cũng nếu mà giá 4 triệu thì nó cũng là giá chấp nhận được. Tuy nhiên thì về xét về cái giá cước và cái giá xe thì cái giá cước nó nhiều hơn giá xe. Đấy là cũng là một bài toán mà để chúng ta có thể cân nhắc. Tuy nhiên thì nhiều cái bãi xe thì người ta gom được một lúc thì người ta sẽ thuê xe tải chở một phát xuống đóng container luôn thì giá sẽ rẻ hơn. Bây giờ em sẽ mở ra cho quý vị anh chị cô chú và cùng xem với tháo lắp cái xe đạp gấp bên này. Đây là cái sản phẩm ở trong thùng nha quý vị nha. Em có đặt thêm cái bơm vào với một số cái đồ chèm thì em có lấy ra rồi. Còn cái xe không, với nền người ta là nền gỗ nên nó không thể để đây mà xếp được. Em lại phải đưa ra ngoài để em tháo lắp. Bây giờ em nhấc ra đưa ra ngoài để tháo lắp quý vị. Em vừa lắp cái chân trọng xong rồi, giờ em sẽ ở đây có một cái khớp và đây có một cái khớp của cái ghi đông và cái khung trước này lắp vào đây. Em sẽ lắp cái chốt này vào, xong sẽ lắp cái phần chốt này vào và lắp cái yên vào thôi, cũng rất là đơn giản thôi. Đây là cái sản phẩm mà sau khi em đã lắp cơ bản vào, đây nó có một cái khớp quý vị, đây có một cái khớp, em sẽ khớp hai cái này lại thôi. Đây thì khớp cái này lại. Đây là có một cái nút ấn nó vào và đi xuống gài cái chốt này lên. Khóa chốt lại, đây là một cái. Còn chốt phía sau này thì cũng vậy nó vào thôi. Đấy, nó tự nó chốt nó sẽ vào luôn. Xoay cái này lại. Gấp vào đây nữa. Xoay vào. Thế là xong. Yên chỉnh lại một chút nữa là lại vài là xong cái xe đạp gấp thôi quý vị. Và là xe đạp gấp của em đã lắp thành công khoảng tầm 5 phút rồi thì là đã lắp lắp xong một cái xe đạp như vậy, rất là nhanh nhanh gọn đơn giản. Còn đây là cái khóa của nó để tí khóa lại. Đấy, thế là xong rồi. Đấy, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em nhé. Video này thì giới thiệu một cái xe đạp của em thôi chứ không phải là bán xe đạp hay gì cả. Dù sao thì cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại video lần sau.